tàu có 8 thuyền viên đang đeo cá ở trên khoảng bà dò với mẹ con coi như cứ dọn miết rồi mới đưa bà dò ông dò đi rồi mới về mấy rồi mới vác bò vác đồ đi kìa. Khỏa lắm, mỗi vừa lục là ngủ không được, ăn ngủ không được, nửa đêm coi như dậy dọn miết tới nghe vừa mẹ bố là nó thông bố là dọn miết tới. Do năm nay thì thời tiết nó cũng diễn biến rất là bất thường, vừa là có bổ vừa là có lũ, mà lũ năm nay là lên nhanh nên có một số gia đình bà con nói chung họ cũng hơi vất vả, nhưng mà hầu hết dân chúng ta là họ đều vận chuyển tất cả hàng hóa cũng như là cao bò gia súc gia cầm đến những nơi an toàn.